Để bò tư chiến chào khách, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2022. Bò chuẩn bị lên xe ra khách ở Mỏ Cày Nam. Chuẩn bị lên xe. Con số 1, con số 2 là 3B. Chuẩn bị lên xe. Ăn bơ bê đẹp gì đâu. Đi lên luôn, 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 đi lên luôn